Dạ, em xin chào anh chị đang xem kênh YouTube Nhà Đất Bến Tre Giá Rẻ. Hôm nay em rất vui khi được gặp lại anh chị trong video lần này. Em đang có mặt tại phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, ngay trung tâm của thành phố luôn. Con đường lậu nhựa này á là đường Nguyễn Văn Trung. Hôm nay em gửi tới anh chị một sản phẩm cách lậu nhựa là chỉ có hơn 10 mét một chút anh chị. Đất nền ha, ngay đây nè. Đó, với tổng diện tích là 103,8 mét, ngang 5, dài hơn 20, nở hậu. Có sẵn 50 mét thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm. Quy hoạch đất ở đô thị 100% luôn. Trên sổ hiện thị đường đi, hướng đất của mình á là hướng chính đông nha anh chị, hướng chính đông luôn. Con đường này á là xe ô tô 7 chỗ mình có thể vào được nha. À, cách lầu nhựa là hơn 10 mét anh chị. Hàng xóm mình dân cư rất là đông. Dạ, con đường lầu nhựa này á là đường Nguyễn Văn Trung. Về phần tiện ích xung quanh đây á, hướng này anh chị đi tầm khoảng 500 mét thôi là mình tới đường đại lộ Đông Tây. Con đường đang làm, đang phát triển luôn anh chị. Nếu mà mình đi theo con đường Nguyễn Văn Trung này á là mình giao nhau với lộ Thầy Cai, một hướng thì trở về Phú Hưng, đi khu nghiệp Phong Nẵm, khu công nghiệp Giao Long, xuống cảng và khu nghiệp Phú Thuận. Còn một hướng thì trở về phường 8, ra ngoài nhà máy Việt Hồng nè, thì cầu Rạch Vông, cầu Bến Tre 3 đó anh chị, chợ đầu mối, và đi ngược vào trung tâm thành phố Bến Tre cũng được đó, hoặc là đi xuống Dòng Trơm và Ba Tri. À, đường này là thông nhiều hướng lắm anh chị, đi thẳng là đại lộ Đông Tây nha, đi thẳng là đại lộ Đông Tây. Ngay đây mình có quán cà phê nè, tiệm tạp hóa nè, tiệm sửa xe nè, tiệm tóc. Còn hướng này á là đi tầm khoảng 500 mét thôi là mình tới đường Nguyễn Huệ, ra ngoài đại lộ Đông Tây và đại lộ Đồng Khởi cũng được nữa. Ngay trung tâm của thành phố Bến Tre ha anh chị, nên tiện ích thì đầy đủ hết rồi. Dạ rồi, em mời anh chị vào trong nha. Đường này là đường bê tông sạch sẽ, cao ráo ha. Khu vực này không có bị nước ngập nên chị mình yên tâm. Còn hàng xóm mình dân cư rất là đông. Đây có tiệm tạp hóa nè, đây có dãy nhà trọ nè. Dạ, đây là sản phẩm của mình ha anh chị. Với tổng diện tích là 103,8 mét, chiều ngang á là từ đây ngang qua là 5, ngang qua tới trụ nè, ngang qua là 5 mét ha. Sâu vào 20, nở hậu một chút. Đó, có sẵn 50 mét thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm. Về phần mặt bằng á là đất mình thì tương đối thôi anh chị, tương đối thôi, về phải làm mặt bằng thêm một chút nữa, còn hơi thấp hơn mặt đường ha. Dạ, đây hàng xóm mình ha, đây là nhà có bán tiệm tạp hóa nè. Đây hàng xóm, hàng xóm nè. Vô trong đây á là đường không phải là đường thông nha anh chị, nhưng mà dân cư thì hầu như là nhà cửa san sát nhau hết. Đây có nhà trọ nè, dân đông lắm anh chị, còn vô trong là khoảng mấy chục hộ nữa. Cây me thì nằm trên đất của mình luôn ha. Đó, cây cao cũng nằm trên đất luôn nè. Thì cây này có wow nè, cũng nằm trên đất luôn. Chiều dài hơn 20 mét là tới cây cao đó anh chị. Ngang 5 về 20 trở hậu ra. Mặt bằng thì nên chị mình phải dọn mấy cái cây này rồi mình làm mặt bằng lại. Mặt bằng thì tương đối thôi, không phải thấp, cũng không có được cao ráo nữa, nên mình phải đổ cát, đổ xà bần lên anh chị, cho mặt bằng nó cao ráo hơn. Ở phía sau đây mảnh đất trống nha, cánh mấy cái nhà này thì quay ra ngoài mặt tiền đường, đường Nguyễn Văn Trung. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lấy sổ cho chị mình xem nha. Cái khu đất này á là 1, 2, 3 nền. Nền của mình thì tính là nền đầu tiên hả chị, nền 1, nền 2, nền 3. Chỗ này có 3 nền. Đây nhà ở nhà hàng xóm mới về luôn nè. Đây nhà này nè. Dạ rồi, bây giờ em sẽ lấy sổ cho chị mình xem nha. Khu vực này gần như là ngay trung tâm của thành phố Bến Tre rồi, nằm gần hai con đường mà huyết mạch xương sống của thành phố Bến Tre luôn nên gì, đó là đường đại lộ Đông Tây và đại lộ Đồng Khởi. Đại lộ Đồng Khởi thì đã có lâu rồi, đại lộ Đông Tây thì đang hình thành, đang phát triển.
Và đây là sổ của mình anh chơi. Địa chỉ là phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre. Diện tích là 103,8 m. Hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là đất ở tại 50 m, còn lại đất trồng cây lâu năm 53,8 m. Thời hạn sử dụng đất ở lâu dài, đất cây lâu năm sử dụng đến ngày 31 tháng 5 năm 2052. Bên đây là sơ đồ nè, ở trên sổ hiển thị đường đi luôn ha anh chị. Hướng đất của mình là hướng chính đông. Còn đây là trích lục quy hoạch. Thuộc đất ở đô thị 100% luôn ha. Trích lục vào ngày 19 tháng 4 năm 2023. Trích lục trong năm 2023 luôn ha anh chị. Tuyệt vời. Giá đây anh chị mình sở hữu là chỉ có 750 triệu thôi. Với diện tích là 103 m, ngang 5 và 20 nở hậu, có 50 m thổ cư, còn lại đất trồng cây lâu năm. Quy hoạch đất ở đô thị 100%, thuộc phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, ngay trung tâm của thành phố luôn, gần đại lộ Long Tây nè, đại lộ Đồng Khởi, chợ Lạc Hồng cũ, phố chợ mới Phú Khương. Và chợ Lạc Hồng mới thì dời về trong phố chợ mới Phú Khương anh chị. Đó, tòa nhà sở sở nè. Nói chung là tiện ích xung quanh đây là anh chị tầm khoảng 500-600 m là mình có tất cả các tiện ích của thành phố luôn. Đó, ngay khu vực đang hot luôn ha anh chị. Chỉ có 750 triệu thôi. 750 triệu nha. 750 triệu. Hiện tại là sổ sẵn nè. Trích lục quy hoạch mới nhất luôn. Đó, giấy tờ hợp lệ không có bị tranh chấp. Mình mua bán trực tiếp với chủ nha anh chị. 750 triệu nha. Giá này còn bớt lọc. Thương lượng một ít cho anh chị nữa. Bao toàn bộ giấy tờ thế phí sang tên cho mình luôn nha. Dạ rồi. Bây giờ em sẽ đi một vòng. Từ đây em sẽ chạy ra hướng đường này lộn tay cho anh chị mình xem nha. Dạ nghe đây, nghe đầu đường của mình đó anh chị. Hướng này thì ra ngoài chợ Lạc Hồng cũ nè, cầu Bà Mụ á, là hơn 500 m một chút thôi. Đường Nguyễn Huệ thì đi ngang qua. Ở một hướng thì trở về đầu công viên thành phố, siêu thị Cấp Bắc. Còn một hướng ngược phải á là mình ra ngoài đường vòng xây đại lộ Long Tây. Chợ Lạc Hồng mới sẽ dời về trong phố chợ mới Phú Khương á, là ngay khu vực đó luôn anh chị. Nếu mình đi thẳng một chút á, theo con đường Nguyễn Huệ là tới đường ngã tư Tú Điền, tòa nhà sáu sở, khu đô thị Hưng Phú ha. Còn hướng này em sẽ chạy ra ngoài đường đại lộ Long Tây, đang làm, đang hình thành, đang phát triển cho anh chị mình xem ha. Nếu mình đi đường này thì thông ra ngoài lộ Thầy Cai, phường 8 hoặc là đi Phú Hưng, khu nghiệp Gia Long, cầu Rạch Vông, cầu Bến Tre 3 đó anh chị. Còn nghe đây thì đi vào đường đại lộ Long Tây. Nghe đây là đại lộ Đông Tây nha anh chị. Con đường đang hot của thành phố Bến Tre. Ở ngay khu vực đó đó là phố chợ mới Phú Khương á. Mấy tòa nhà mà shop house hai bên á là nằm trên mặt tiền đường đại lộ Đông Tây. Đi tầm khoảng vài trăm mét à là mình tới được vòng xây. Đó là gọi là vòng xây Đông Tây á. Con đường đó thì đường đại lộ Đồng Khởi đi ngang qua. Con đường huyết mạch xương sống của thành phố Bến Tre luôn ha. Còn hướng này đi vào đất của mình nè. Đi thẳng một con đường luôn. Chưa tới 500 m nữa anh chị là tới được sản phẩm ngày hôm nay ha. Chỉ có 750 triệu thôi. Giá bán khu vực này á là nếu mà tính theo đất thôi á là chu vi là loanh quanh là tầm khoảng 30 đến 40 triệu trên 1 mét vuông. 30 đến 40 triệu trên 1 mét vuông nha. Mà sản phẩm của mình á là cách vị trí này chưa tới 500 m nữa.
mà chỉ có 7 triệu thôi, hơn 7 triệu một chút, hơn 7 triệu một chút anh chị, giá cũng khá là tốt ha. Thuộc phường Phú Khương, thành phố Bến Tre nha, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Dạ rồi, em cũng xin dừng video tại đây nha. Rất là chân thành cảm ơn anh chị mình đã xem đến cuối video. Chúc mọi người có thật là nhiều sức khỏe nha. Và hẹn gặp lại anh chị tại vị trí sản phẩm ngày hôm nay. Bye bye mọi người.